Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Xem ngày tốt của Phong thủy Lộc Tài. Như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong gần 2 năm qua, gần 3 năm, chính xác là 3 năm, về việc về xem ngày giờ tốt cũng như là cái chia sẻ về những kiến thức phong thủy ứng dụng được trực tiếp trong đời sống hàng ngày mà được thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình chia sẻ đến quý vị qua những video trên kênh Phong thủy Gia Cát, Phong thủy Lộc Tài. Thì vẫn như thường lệ, hôm nay tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về những ngày tốt trong cái tháng 11 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thì tháng 11 âm lịch năm 2021 khởi từ ngày mùng 4 tháng 12 dương lịch. Đấy. Và ngày mùng 1 là ngày Bính Tuất. Đây, mùng 1 là ngày Bính Tuất. Tháng 11 này là tháng đủ. Tháng đủ thiên canh tí. Tức là tháng này là tháng canh tí, là tháng đủ. Thì để việc lựa chọn được ngày tốt thì đầu tiên chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Ví dụ quý vị hợp tuổi, đúng không? Hợp đối tác làm ăn, chọn được một ông hợp tuổi, chọn được một ông làm công, làm ăn, tức là đối tác tốt ấy, mà ông cái tuổi lại xung lòi với mình, thì phương án xử lý thế nào? Một là không chọn, hai là gì? Có thể là nhờ người khác đứng lên dùng. Đấy, kiểu vậy. Thì việc chọn loại bỏ những ngày xấu cũng vậy, chúng ta sẽ loại bỏ ra những cái ngày mà chúng ta kiêng kỵ không làm. Vì một tháng có 30 ngày thì quý vị có thể chọn được những cái ngày tốt trong cái khoảng thời điểm đầu tháng, giữa tháng hoặc là cuối tháng khác nhau. Nhưng không nhất thiết phải đâm đầu vào những ông xấu làm gì cả. Thì tháng, những ngày xấu trong tháng 11 cần tránh thì là bao gồm những ngày sau này: những ngày tam nương này, con nước này, dương công kỵ, sát chủ, thụ tử, nguyệt phá và ngày thiên địa chuyển sát. Đầu tiên ta xét ngày tam nương. Ngày tam nương thì bao gồm ngày mùng 3 là ngày Mậu Tý, ngày mùng 7 là ngày Nhâm Thìn, ngày 13 là ngày Mậu Tuất, ngày 18 là ngày Quý Mão, ngày 22 là ngày Đinh Mùi và ngày 27 là ngày Nhâm Tý. Ngày con nước trong tháng này là gồm ngày mùng 9 và ngày 23. Ngày mùng 9 là ngày Giáp Ngọ, 23 là ngày Mậu Thân. Ngày dương công kỵ thì là ngày 21 là ngày Bính Ngọ. Sát chủ trong tháng này thì là ngày Dần. Vị trí tất cả ngày Dần ta loại bỏ, bao gồm ngày mùng 5 là ngày Canh Dần, 17 là ngày Nhâm Dần và 29 là ngày Giáp Dần. Đó là 3 ngày sát chủ. Ngày thụ tử là ngày Mão, chúng ta cũng loại bỏ, thì bao gồm ngày mùng 6 Tân Mão, ngày 18 Quý Mão thì là ngày thụ tử, cũng là ngày tam lương, và ngày 30 là ngày Ất Mão. Tiếp đến là ta xét đến ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá tháng tháng Tý xung với Tý là Ngọ, vị trí tất cả những ngày Ngọ là ngày Nguyệt Phá, thì bao gồm có ngày mùng 9 và ngày 21, thì hai ngày này cũng đã là ngày tam lương hoặc là thiên địa chuyển sát, dương công kỵ rồi. Vừa rồi thì tôi đã cùng quý vị lựa chọn ra 7 ngày xấu cần tránh trong cái tháng 11 âm lịch này. Gần Tết rồi, thực ra chúng ta làm việc gì cũng nên cẩn trọng hơn. Tháng 11 âm lịch thì Đổng Công có nói là gồm hai tiết Đại Tuyết và Đông Chí. Trước Đông Chí một ngày thì là Tứ Ly, sau Đại Tuyết là Tam Sát tại Nam, các phương Tị, Ngọ, Mùi, Kỵ, Tu, Tạo, Động, Thổ. Vị trí là các bạn muốn tu tạo động thổ ở cái phương là Tị, Ngọ, Mùi thì quý vị có thể là dừng lại để tháng sau. Hoặc quý vị cũng có thể là liên hệ trực tiếp với bên Phong thủy Lộc Tài để được tư vấn hỗ trợ một cách là tốt nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi xét những ngày tốt trong cái tháng 11 âm lịch. Thì ngày chúng ta xét đầu tiên là ngày Tý. Ngày Tý là trực kiến, có hỏa tinh. Ngày Giáp Tý là ngày Nguyệt, là ngày Thiên Xá, tức là ngày Tấn Thần ấy. Nhưng đáng tiếc lại bị Nguyệt kiến xung phá nên là không dùng được. Ngày Giáp Tý thì tháng này không có này. Ngày Bính Tý cũng không có.
Nói chung các ngày Tý trong cái tháng 11 âm lịch này là không tốt, chúng ta không nên sử dụng. Tiếp đến là ngày Sửu. Ngày Sửu thì là trực trừ, có thiên ôn. Ất Sửu không có, Đinh Sửu không có. Thì Tổng Công có nói là ngày Sửu thì có thiên ôn này, Ất Sửu là quê hương của Kim Mộ đấy, nên hôn nhân, khởi tạo, xuất hành, khai trương, động thổ, đốn cây phá núi, có các cắt tinh cùng chiếu, chủ về việc có quý nhân tiếp dẫn, mưu vọng, tọa ý. Còn các ngày Sửu khác là được thứ cát, đây tức là ngày Sửu này, thứ cát. Thứ hai là gì? Là ngày Dần. Như vậy ngày Sửu có 3 ngày, ngày Kỷ Sửu mùng 4 là ngày thứ cát, ngày Tân Sửu ngày 16 là ngày thứ cát và ngày Quý Sửu là ngày 28 cũng là ngày thứ cát. Ngày tiếp theo ta xét là ngày Dần. Ngày Dần thì có Huỳnh Sa, có Thiên Phủ, là thổ ôn nên động thổ, nhưng lại có các cất tinh Huỳnh Lan Tử Đàn, Thiên Hoàng Địa Hoàng, nên khởi tạo nhập trạch an táng, khai trương. Đây là ngày rất là tốt, nhưng mà tiếc là bị phạm vào ngày sát chủ. Tóm lại ngày Dần là rất tốt, nhưng là ngày sát chủ nên ta bỏ rồi, ta lại bỏ rồi. Tiếp đến là ngày Mão. Ngày Mão là trực bình, thì có thiên tặc. Tân Mão thì có hỏa tinh, nhưng lại phạm châu tước, câu giảo. Dùng thì chiêu quan tư, tổn vật, tài vật, khởi về tranh đấu, tổn thương tình nghĩa anh em, nên nhiều hung tật khác không dùng. Duy ngày Ất Mão là ngày 30. Nhưng tóm lại ngày Mão thì lại là ngày thụ tử, chúng ta cũng cần loại bỏ, không sử dụng. Ngày tiếp theo ta xét là ngày Thìn. Ngày Thìn tuy gọi là ngày tốt, nhưng mà lại mắc phải thiên la địa võng. Quý nhân đến, quý nhân thì chẳng đến, doanh mưu thì chẳng lợi, lại còn bị sát tập nhập trong cung, nếu phạm sẽ giết người. Nói chung là ngày hung bại. Duy có ông Nhâm Thìn. Nhâm Thìn thì lại phạm vào ngày Tam Nương rồi. Duy có Nhâm Thìn phạm quan phù, nhưng lại có thiên đức Huỳnh La Tử Đàn, Thiên Hoàng Địa Hoàng trùm chiếu, nên chỉ an táng, an môn, giá thú, nhập trạch, các việc khác dùng thì cẩn thận. Đồng Công có nói vì ngày này là tử khí phạm vào quan phù, tiếp sát phi cung, và quan phù đồng đến phương này nên chẳng có lợi. Tóm lại là tốt nhất ngày Thìn cũng không nên dùng. Tiếp theo ta xét ngày Tỵ. Ngày Tỵ thì trong tháng này có 2 ngày, mùng 8 là ngày Quý Tỵ và 20 là ngày Ất Tỵ. Thì ngày Ất Tỵ, Quý Tỵ, Kỷ Tỵ có các cát tinh là Huỳnh La Tử Đàn, Thiên Hoàng Địa Hoàng trùng chiếu, nên an táng, an môn, hưng công, động thổ, giá thú, nhập trạch, xuất hành, khai trương, làm đụng các việc dùng đều có thêm nhân khẩu, vượng gia đạo, sanh quý tử, tăng điền địa, là ngày đại cát. Đấy, tức là ngày Quý Tỵ và ngày Ất Tỵ, đây là hai ngày đại cát này. Ngày 20 là ngày Quý Ất Tỵ là đại cát. Ngày 18 mùng 8 Quý Tỵ cũng là ngày đại cát. Như vậy chúng ta được ngày Tỵ là có hai ngày đại cát, mùng 8 và ngày 20. Xét ngày Ngọ. Ngày Ngọ có thiên tặc. Nhâm Ngọ lại có hỏa tinh, có phụ quả, có nguyệt đức, chỉ có thể là dùng cho việc nhỏ. Các ngày Ngọ đều bị là ôn dịch, đâm bị hại lục xúc, nói chung không dùng được. Hơn nữa lại bị dính vào nguyệt phá, sao chúng ta cũng loại bỏ luôn. Ngày tiếp đến là ngày Mùi. Ngày Mùi thì trực nguy. Đinh Mùi thì là lúc mà nước biển lúc trong sạch, dùng để chăm việc là đại cát. Ngày Đinh Mùi như trong Đinh Mùi lại là ngày 22. 22 lại là ngày Tam Lương. Đấy, dùng hết sức lưu ý. Còn Kỷ Mùi và Đinh Mùi làm các việc chủ về tấn tài, tấn nhân khẩu và tăng điền sản. Tân Mùi, Quý Mùi thì các việc không được lợi. Còn Ất Mùi thì là sát tập nhiều trong cung, xấu.
Bắt mùi là ngày mùng 10 là sát tập nhập trung cung, xấu nó không dùng được. Như vậy cái ngày mùi có 2 ngày, ngày đi mùi thì có thể dùng được, nhưng lại bị phạm vào ngày tam nương. Còn ất mùi thì bị sát tập nhập trung cung, không dùng được. Ta bỏ vị trí bây giờ là ta xét đến ngày thân. Ngày thân thì có thiên hỷ, có trực là trực thành. Ngày nhâm thân thì tháng này không có nhâm thân, giáp thân, mậu thân. Đây còn ngày bính thân ấy, thì đồng cô có nói là dùng sẽ bị phạm đến là quỷ khốc, thần sầu, nên cẩn thận không dùng. Đấy. Tiếp đến là ngày Dậu. Ngày Dậu thì có tiểu hồng sa, có đáo châu tinh, công việc có thể đến quan rồi lại tan. Chỉ dùng cho mai táng thì được thứ cát, kỵ khởi tạo, khai trương, xuất hành, nhập trạch, kỵ nhiều thế. Nói chung ngày Dậu này chỉ có thể an táng thôi. Chỉ có thể an táng thì không dùng được từ gì khác. Tiếp đến là ngày Tuất. Ngày Tuất gồm có 3 ngày là mùng 1 là Bính Tuất, 13 là Mậu Tuất và 25 là ngày Canh Tuất. Thì ngày Tuất bị phạm vãng vong, tiểu táng thì cũng chỉ trong lúc cấp bách là dùng được, còn không thì không nên dùng. Là ngày thứ cát, Mậu Tuất, Nhâm Tuất. Lại là ngày sắp tuần nhập trung cung. Ngày 13 Mậu Tuất này bị sát tập nhập trung cung này, lại bị tam nương nữa nên bỏ không dùng. Giáp Tuất thì tháng này không có. Nói chung ngày Tuất cũng là ngày xấu mà đồng công khuyên nên loại bỏ. Và cuối cùng ta xét là ngày Hợi. Ngày Hợi trực bế, ngày Ất Hợi thì có văn xương quý hiển, nhưng mà tháng này không có ngày Ất Hợi. Ngày Đinh Hợi và ngày Kỷ Hợi, Tân Hợi. Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi thứ hai là tốt, mà ngày khác đều không thể dùng được. Thì đồng công có nói này, Ất Hợi, Quý Hợi có văn xương quý hiển, và các cát tinh huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng liên châu thiên đăng tụ lộc đối mã kim ngân khố lâu bảo tàng cùng chiếu, nên khởi tạo làm lụng trăm việc đều được cát, tức là ngày Quý Hợi. Nhưng mà tháng này mình rất tiếc không ngày Quý Hợi. Dùng ngày này thì gia đạo phong doanh, sanh con, tấn tài lộc, vượng lục xúc. Ngày Đinh Hợi là thứ cát. Đinh Hợi là ngày mùng 2. Đây, Đinh Hợi ngày mùng 2 là ngày thứ cát. Quý Hợi là ngày cùng của lục giáp, không dùng. Tân Hợi là ngày kim của đàn bà, âm phủ quyết di, không dùng. Đấy, vị trí là chỉ có ngày Hợi thì ta có thể chỉ sử dụng được mỗi ngày mùng 2 là ngày Đinh Hợi và ngày 14 là Kỷ Hợi thôi. Kỷ Hợi. Kỷ Hợi là tiểu cát. Đúng không ạ? Như vậy là chúng ta vừa tìm ra những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch. Đại cát thì có 3 ngày và tiểu cát thì là có 4 ngày. Ngày đại cát thì bao gồm các ngày mùng 8 là ngày Quý Tỵ, ngày 14 là ngày Kỷ Hợi và ngày 20 là ngày Ất Tỵ. Đó là 3 ngày đại cát. Và những ngày tiểu cát bao gồm ngày mùng 2 là ngày Đinh Hợi, mùng 4 là Kỷ Sửu, 16 là Tân Sửu và 28 là ngày Quý Sửu. Như vậy là trong tháng này cũng có khá nhiều ngày tốt, từ đầu tháng đến cuối tháng thì quý khách có thể lựa chọn thời điểm làm việc cho mình để được hanh thông thuận lợi nhất. Trên đây chương trình chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về việc chọn ngày tốt trong tháng 11 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những nội dung của chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình và để cập nhật những cái video mới nhất từ chương trình. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.